Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh bin Audio của mình. Ở cuối tập trước, sau khi biết Tần Trần không phải là người của Hắc Vân Sơn mà là người từ nơi khác đến, thì lão đầu kia vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Các hạ, vừa rồi là chúng ta đường đột lỗ mãn, xin hãy thứ lỗi." Sau đó, lão quay sang thiếu niên ở bên nói: "Cổ oa, à, còn không nhận lỗi." Tiền bối thật có lỗi. Thiếu niên đi tới trước mặt Tần Trần, thấp giọng ngượng ngùng nói: "Tiền bối, nơi này của chúng ta là một nơi cách biệt với thế giới khác, người ngoại lai căn bản không có khả năng tiến vào." Lão giả do dự một chút rồi nói: ngăn cách với thế giới tần trần ngẩng ra đây là ý gì kính xin lão trượng cẩn thận nói một chút tần trần vội vàng chắp tay nói lão già mở miệng nói cụ thể ta cũng không rõ bởi vì chúng ta chưa từng thấy bên ngoài nhưng gia gia ta từng nói đám người chúng ta đều là dân của minh giới bị vứt bỏ ở đây cả đời không cách nào rời khỏi vùng thế giới này sau đó lão đầu bắt đầu giải thích cho tần trần thì ra cái thôn này từ rất sớm đã tồn tại nhưng những người trong thôn này hầu như xưa nay đều không có rời khỏi thôn đời này đều sinh sống ở đây nhưng trong thôn bọn họ có một lời đồn đại cổ xưa chính là những người sinh sống ở đây đều là dân bị minh giới vứt bỏ kế tiếp tần trần lại hỏi thăm rất nhiều thứ nhưng lão đầu cũng là một hỏi ba không biết làm cho tần trần vẻ mặt không biết nói gì thật vất vả tìm đến một nơi có người rõ ràng không nói ra được nơi này đến cùng là minh giới địa vực nào thậm chí những người này phụ cận những tộc đàn cùng thế lực nào cũng không rõ ràng chỉ biết là ở một nơi rất xa xôi có một tòa thành trì là hạch tâm chi địa của nơi bị vứt bỏ này chỉ là nơi này rất xa xôi một đường quá nguy hiểm những người bọn họ chưa từng đi tới thậm chí ngay cả tên của tòa thành cũng không biết mà trong toàn bộ thôn ngay cả một tấm bản đồ cũng không có thậm chí ngay cả tòa thành trì kia ở hướng nào cũng không biết tiền bối nếu ngươi muốn tìm bản đồ có thể đi đến Hắc vân sơn trong tay những tên hát vân đạo kia chắc chắn có địa đồ đúng lúc này thiếu niên tên cổ oa vội vàng nói cổ oa cơm miệng lão đầu vội vàng ngắt lời hắn sau đó sợ hãi nói với từng trần tiền bối tên cổ oa kia còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng bởi vì mùi mùi của cổ oa bị hát vân đại nhân bắt đi hắn là muốn ngươi đi cứu người mà ở một bên nghe vậy cổ oa liền cắn răng nói trưởng thôn tiền bối lợi hại như vậy chắc chắn là cao thủ ta là muốn tiền bối đi cứu muội muội của ta thế nhưng ta cũng không nói sai trong tay hắc vân đạo chắc chắn có địa đồ của nơi vứt bỏ này nghe vậy tần trần không khỏi tò mò lên tiếng hỏi hắc vân đạo này có lai lịch gì nghe tần trần hỏi vậy trưởng thôn không khỏi cay đắng nói hắc vân đạo là một đám đạo phỉ ở phụ cận hắc vân sơn những người này thường xuyên cướp đoạt nhân khẩu thôn trang phụ cận thôn chúng ta từ khi sinh ra liền thường xuyên có người bị hắc vân đạo bắt đi chỉ cần là người trẻ tuổi cơ bản đều bị bắt đi lúc này mới chỉ còn lại những người già yếu phụ nữ và trẻ em chúng ta bắt người mục đích của bọn họ là gì từng trần kinh ngạc bình thường đạo phỉ chỉ cầu tài sao đám hát vân này lại bắt người trần thiếu ngươi có điều không biết lúc này giọng nói của vạn cốt minh tổ vang lên ở minh giới dân số là một loại tài nguyên trọng yếu nhất đồng thời cũng là một loại hàng hóa trong cơ thể mỗi sinh linh đều có được tử vong khí và quy tắc lực thông qua việc thải bổ và luyện hóa những sinh linh này có thể tăng lên sự khống chế quy tắc của bản thân vì lẽ đó rất nhiều thế lực đều có thói quen luyện hóa người khác từng nghe vậy thì ánh mắt liền trở nên ngưng trọng vậy ngươi có biết đám hắc vân đạo này ở đâu không từng trần nhìn về phía thiếu niên nghe vậy thiếu niên kia liền ngẩng đầu lên lớn tiếng nói ta biết hơn nữa ta có thể tự mình dẫn ngươi đi bất quá những tên hát vân kia rất lợi hại ngươi có được hay không ha ha lợi hại mới tốt càng lợi hại càng tốt vậy ngươi dẫn ta đi tìm đám hát vân gì đó đi từng trần khẽ cười một tiếng tóm lấy cổ oa về một cái cả người bỗng dưng biến mất trong thôn ai tên cổ oa này đây không phải dẫn lửa lên thân sao trưởng thôn lão đầu than thở nói trưởng thôn vị tiền bối kia hiển nhiên không phải là người của chúng ta cổ oa dẫn hắn đi tìm Hắc vân đạo nếu có thể từ trong tay Hắc vân đạo cứu những người khác cũng chưa hẳn là không phải chuyện tốt gì có thôn dân thật cẩn thận nói các ngươi biết cái gì lão già tức giận nhìn bọn họ lo lắng nói các ngươi cho rằng đám hát vân kia có thể càng rỡ ở đây bao nhiêu năm như vậy nguyên nhân là gì tất cả những chuyện bọn họ làm thành trì vứt bỏ chắc chắn sẽ biết nói không chừng chính là đang làm việc thay cho những tòa thành kia thực lực người này cho dù mạnh hơn nữa sao có thể so sánh với tòa thành bị vứt bỏ hơn nữa bên trong Hắc vân đạo chính là có cao thủ siêu thoát các ngươi có biết là ý gì không đây chính là cường giả áp đảo quy tắc lão già sợ hãi nói mà tất cả thôn dân nghe xong đều lộ ra vẻ hoảng sợ cường giả như vậy chính là tồn tại trong truyền thuyết gãy ngón tay là có thể diệt thôn bọn họ mọi người thu thập đi lần này cổ oa khẳng định giữ nhiều lành ít rồi còn có vị tiền bối kia sợ là cũng giống như vậy lão đầu lẩm bẩm vẻ mặt lo lắng mà giờ phút này tại một dãy núi kéo dài tọa lạc ở một chỗ trong khe núi cực kỳ xa xôi bên ngoài thôn trang nơi này có từng ngọn núi màu đen thông thiên bốn phía ngọn núi có từng vân sáng màu đen lưu chuyển bao phủ toàn bộ ngọn núi tản mắt ra khí tức làm người ta sợ hãi lúc này trong một ngọn núi to lớn nhất giữa rất nhiều sơn mạch có một quần thể cung điện to lớn mà ở chỗ sâu nhất bên trong một đại hán khôi ngô mặc áo ngắn màu đen ngồi xếp bằng ở chỗ đó tóc dựng thẳng lên vẻ mặt hung hãn người này chính là thủ lĩnh của đám hát vân đạo này hắn là hát vân thần tôn ở khu vực này có uy danh hiển hách dưới tay hắn là một đám đạo phỉ khí thế bất phàm mỗi người đều cực kỳ dữ tợn nhưng giờ phút này đám người này nhìn hai người bên cạnh hắc vân thần tôn thần sắc đều cung kính không thôi ngồi bên cạnh hắc vân thần tôn là một nam tử trẻ tuổi gương mặt yêu dị nam tử trẻ tuổi này có một môi đỏ mọng sắc mặt tái nhợt bệnh tật thân thể phản phất triệt để bị móc rỗng mà phía sau hắn là một lão già áo đen khuôn mặt khô gầy lại tản ra khí tức làm người sợ hãi lẳng lặng đứng ở nơi đó các huynh đệ người đều bắt được sao hát vân thần tôn ngồi xếp bằng ở đó mắt nhìn nam tử yêu dị sau đó quát lạnh với mọi người phía dưới hồi bẩm lão đại phần lớn đều đã bắt đủ nhưng còn có mấy nơi chưa tới bất quá hẳn là nhanh thôi phía dưới một lão đầu tóc thưa thớt răng cơ hồ rụng sạch chỉ còn lại một cái răng vàng nhếch miệng nói hắn há mồm từng đạo khí tức màu xanh lục phun ra ăn mòn hư không bốn phía phát ra thanh âm suy suy độc lão đầu lần sau báo cáo ngươi đừng tích cực như vậy ngậm cái miệng thối của ngươi hung vào chúng ta không sao cũng đừng hung đến hút thiếu một nữ tử xinh đẹp có eo rắn phất tay nói vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía nam tử yêu dị kia trong ánh mắt lại liên tục dị sắc không ngừng đưa thu ba hừ xa nữ ghét bỏ lão đầu ta liền cút ra khỏi đại điện hút thiếu gia cũng là ngươi có thể nịnh bợ lão giả này vẻ mặt không vui nói được rồi sắc mặt hắc vân thần tôn trầm xuống hừ lạnh một tiếng độc lão đầu xa nữ các ngươi lập tức đốc thúc những người khác nhanh lên lần này hút thiếu gia tự mình đến đây dẫn người chẳng lẽ các ngươi muốn để hút thiếu bọn họ chờ lâu sao cho các ngươi thời gian một ngày những người khác nếu còn không mang đến đừng trách bản thần tôn không khách khí còn không mau cút đi hát vân thần tôn hừ lạnh một tiếng sau đó cười hiếp mắt nhìn về phía thanh niên yêu dị kia hút thiếu thú lão tại hạ quản không nghiêm khiến hai vị chê cười rồi thanh niên yêu dị cười cười hát vân thần tôn không cần khách khí ngươi hợp tác với ta lâu như vậy mọi người đều hiểu rõ gốc gác bất quá lần này không phải bình thường phụ thân bọn họ cần nhiều sinh linh như vậy dùng để đã thông thông đạo với thế giới bên ngoài người cũng biết di vong chi thành của chúng ta bị vây khốn ở tử hải đều là những người bị lưu đày nếu có thể rời khỏi đây đối với tất cả mọi người chúng ta đều có lợi người thấy thế nào thanh niên yêu dị nhìn về phía hắc vân thần tôn trên mặt hắc vân thần tôn lập tức toát ra vẻ kích động hút thiếu chẳng lẽ bọn sơn minh đại nhân đã không nên hỏi thì đừng hỏi thanh niên yêu dị trực tiếp ngắt lời hắn quay đầu nhìn hắc vân thần tôn chờ khi nào ngươi biết đương nhiên ngươi sẽ biết hắc vân thần tôn vội vàng gật đầu cung kính nói vậy đến lúc đó nếu có cơ hội kính xin hút thiếu gia dìu dắt vừa nói dứt lời hắn đột nhiên xoay người vỗ tay một cái nói người đâu lập tức có hai người dẫn một thiếu nữ đi tới thiếu nữ này thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược đáng thương toàn thân không có một mảnh vải run rẩy ở bên trong sợ hãi không thôi thoạt nhìn giống như một đoá hoa cúc non mặc cho người hái đi hút thiếu gia đây là một thiếu nữ mà chúng ta thu thập được lần này tư thái không tệ thể chất cũng còn tốt không biết hút thiếu có hứng thú hay không nghe vậy thanh niên yêu dị nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy đứng lên đi vài bước tới trước mặt thiếu nữ dùng tay nhẹ nhàng nâng cầm thiếu nữ lên thiếu nữ hoảng sợ nhìn hắn hai hàng nước mắt trong con ngươi màu sắc lan xuống thân thể run lẩy bẩy giống như con cừu non sợ hãi thanh niên yêu dị nhếch miệng cười vịt một tiếng hắn một chưởng vỗ vào đỉnh đầu thiếu nữ kia thiếu nữ lập tức kêu thảm lên toàn thân co quắp run rẩy từng đạo thần hồn từ đỉnh đầu nàng tiến vào trong bàn tay thanh niên yêu dị thanh niên yêu dị áp sát gương mặt thiếu nữ run rẩy toàn thân dùng sức ngửi từng sợi khí tức thần hồn chỉ một lát đã bị hắn hút vào trong thân thể mình trong thần hồn của hắn tất cả đều là khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của thiếu nữ cuối cùng phốc một tiếng toàn bộ thần hồn của thiếu nữ đều bị thanh niên yêu dị toàn bộ hút vào trong lỗ mũi cả người giống như phiêu phiêu dục tiên mà thiếu nữ kia thì hóa thành xương khô trong nháy mắt hóa thành tro bụi thoải mái thần hồn của thiếu nữ chính là tinh khiết thanh niên yêu dị lộ ra thần sắc vô cùng hưởng thụ nói hắc hắc hút thiếu nếu có hứng thú trong địa lao hắc vân sơn ta còn có không ít thiếu nữ hút thiếu gia có thể đi tham quan một chút thuận tiện chọn vài người cũng sẽ không có ai biết hắc vân thần tôn vội vàng nịnh nọt nói được được rồi thanh niên yêu dị mỉm cười đi thôi mang bản công tử đi xem nghe vậy hắc vân thần tôn lập tức đứng dậy duỗi tay ra cười nói hút thiếu thứ lão mời thanh niên yêu dị mỉm cười lúc này đi về phía trước hắc vân thần tôn và lão giả thì theo sau hắn mà lúc ba người đi tới địa lao từng trần dưới sự dẫn dắt của cổ oa đang nhanh chóng chạy tới hắc vân sơn thân hình hắn hóa thành một đạo thần hồng xẹt qua trong hư không chỉ thấy không gian hai bên cấp tốc lướt qua trong chốc lát đã bay ra khoảng cách trăm ngàn vạn dặm đừng ngây ngốc chỉ phương hướng từng trần dùng tử vong khí bảo vệ thiếu niên để tránh hắn bị không gian chi lực khủng bố cắt thành mảnh vỡ đồng thời trầm giọng nói cổ oa nghe vậy thì vội vàng cẩn thận phân biệt bốn phía mở to hai mắt dùng sức chỉ phương hướng trong lòng âm thầm kích động không thôi có một vị cao thủ như vậy ở đây mùi mùi của hắn nói không chừng có thể sống sót mà dưới sự chỉ dẫn của cổ oa gần nửa canh giờ sau tân trần liền thấy phía trước xuất hiện một dãy núi màu đen kéo dài không dứt hắc vân sơn chính là hát vân sơn cổ oa vội vàng kích động kêu lên hắn từng vụn trộn tới hát vân sơn một lần bất quá đó là hai năm trước khi đó hắn bay vút một tháng mới nhìn thấy hát vân sơn không nghĩ tới dưới sự dẫn dắt của vị tiền bối này hắn vậy mà nửa canh giờ đã đến được nơi đây hắn không biết nếu như từng trần không phải muốn chiếu cố hắn đến phương hướng chỉ dẫn từng trần thôi động đạo tắt không gian toàn lực bay đi tốc độ ít nhất còn có thể nhanh hơn 10 lần đây chính là hắc vân sơn bên trong quả thật có không ít khí tức ánh mắt từng trần quét về phía trước chỉ thấy những dãy núi màu đen phía trước đứng vững trong thiên địa ở đỉnh núi thậm chí còn có từng đoàn từng đoàn mây đen bao phủ có thể đây chính là nguồn gốc của hắc vân sơn này giờ phút này ở trong hắc vân sơn từng trần cảm giác được không ít khí tức so với sơn thôn nhỏ kia trong hắc vân sơn khí tức chí tôn có rất nhiều thậm chí còn có không ít khí tức nữa bước siêu thoát mà trong thành trì trung tâm nhất của hắc vân sơn từng trần mơ hồ cảm nhận được một cổ lực lượng siêu thoát tán dịch ra tiền bối trong hắc vân sơn có rất nhiều hắc vân đạo những hắc vân đạo này thực lực bất phàm ta biết dưới chân hắc vân sơn có một chỗ ẩn nấp chúng ta có thể từ chỗ đó vụn trộm lẻn vào như vậy có thể thần không biết quỷ không hay Tần trần nghe vậy thì nở nụ cười vụn trộm lẻn vào hắc vân sơn có cần thiết không trong lúc cười khẽ Tần trần bước ra một bước sau một khắc hắn đã tiến vào trong phạm vi của hắc vân sơn bốn phía một đạo cấm chế cảm ứng được người ngoài xâm lấn đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt cuốn về phía tần trần nhưng tần trần chỉ nhẹ nhàng nhảy qua liền lập tức xuyên thấu cấm chế này tiến vào bên trong hắc vân sơn động tỉnh nơi này lập tức hấp dẫn tới sự chú ý của rất nhiều đạo phỉ trong hắc vân sơn vài tên đạo phỉ nhanh chóng bay lên giữa không trung trong nháy mắt bao vây hai người tần trần và cổ oa lại nhìn chằm chằm tiểu tử các ngươi là người nào màu chóng xưng tên ra lại dám từ tiện xông vào hắc vân sơn ta muốn chết sao một tên đạo phỉ trong đó phẫn nộ quát ánh mắt băng lãnh những đạo phỉ khác cũng nhao nhau xuất ra vũ khí lưỡi đao lóe lên chỉ về phía tần trần gọi thủ lĩnh các ngươi ra đi bản tọa có thứ muốn hỏi hắn từng trần lường mấy người một cái đối với những lâu la này hắn lười để ý tới muốn biết nhiều tình báo nhất thủ lĩnh hắc vân sơn này biết tuyệt đối là nhiều nhất Từ tiện xông vào hắc vân sơn ta còn kiêu ngạo như vậy ngươi muốn chết tên đạo phỉ quát hỏi từng trần kia sau khi nghe xong lời nói của từng trần không nói hai lời lúc này liền tế ra một đạo pháp bảo đen nhánh đây là một tấm trắng màu đen trong nháy mắt liền trấn áp xuống đỉnh đầu Tần trần tiểu tử ta thấy ngươi còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình tại hắc vương sơn ta dương oai trực tiếp bắt lại đưa đến di vong chi thành trong tiếng cười lạnh của đạo phỉ lá trắng màu đen này lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu tầng trần trực tiếp giam cầm lại mà cùng với tầng trần đứng chung một chỗ cổ oa trong nháy mắt cảm giác được không gian này hoàn toàn không thuộc về vùng thế giới này thậm chí ngay cả tử vong chi lực trong cơ thể hắn cũng không thể vận chuyển trong lòng lập tức hoảng sợ hắn quay đầu vội vàng kinh hô với tầng trần nhưng trong nháy mắt quay đầu hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang đen kịt lóe lên tầng trần ở bên cạnh hơi giơ tay căn bản không có động tác gì một đạo kiếm quang đen kịt đã xé rách trường không đúng là trong nháy mắt đã phá vỡ trói buộc của tấm thuẫn màu đen này sau đó kiếm quang hung hăng bổ vào trên tấm thuẫn màu đen này chỉ nghe len kem một tiếng tấm thuẫn màu đen này giống như một khối độ hủ yếu ớt dưới kiếm khí màu đen lập tức bị cắt nát ra hào quang lập tức ảm đạm xuống hỏng mất ngay tại chỗ ô đây là cung kích của các ngươi sao không khỏi cũng quá yếu một chút khí tức vô tận tiến vào trong cơ thể từng trần từng trần không khỏi liếm đầu lưỡi hắn mới tới minh giới các loại đại đạo của minh giới này đối với hắn đều là vật tẩm bổ trước đó mấy người này xuất thủ từng trần lập tức liền phát hiện những người này tu luyện đại đạo quy tắc lực có thể sinh ra bổ dưỡng đối với đại đạo quy tắc của hắn duy nhất làm cho tần trần có chút không hài lòng chính là tu vi của những người này đều quá yếu truyền đến bổ dưỡng vẫn có chút kém mà chứng kiến một màn vừa rồi mọi người ở đây đều hoảng sợ trong đó có người quay người bỏ chạy tần trần thế thế thì nở nụ cười một luồng lực lượng vô hình bao phủ ra trong nháy mắt bao phủ mấy người trước mắt mấy người trong nháy mắt liền kêu thảm lên thân thể bắt đầu mục nát chúng ta đồ hàng có người hét lớn trong lòng sợ hãi nơi này là hắc vân sơn chỉ cần không chết chờ đại nhân ra tay bọn họ còn có cơ hội được cứu nếu hiện tại chết đi vậy thì xong rồi nhưng mà từng trần lại không để ý đến chút nào khí tức tử vong dũng động thân thể mấy người trong khoảnh khắc trực tiếp tiêu tán hóa thành đại đạo vô tận bị từng trần nhíp lấy sau đó thoáng cái cắn ngút từng trần có thể rõ ràng cảm giác được tử vong đại đạo trong cơ thể mình vậy mà nhận được một tia bổ dưỡng chỉ là tia tẩm bổ kia cực kỳ nhỏ vẹn vẹn chỉ là khiến tử vong đại đạo của hắn hơi nhúc nhích một chút mà thôi quá yếu bản nguyên đại đạo cấp bậc chí tôn vẫn có chút yếu hầu như không có trợ giúp gì từng trần thở dài có chút đau đầu mặc dù đại đạo trong cơ thể những người này đối với đại đạo của mình đều có chút bổ dưỡng nhưng mà cường độ tẩm bổ không đủ xem ra lấy tu vi của mình hiện tại chỉ sợ cũng phải là cường giả vừa qua cấp bậc siêu thoát trở lên mới có thể chân chính làm cho mình có được một chút tăng lên về phần những lâu la khác tác dụng không lớn chỉ là không biết trong minh giới này siêu thoát có nhiều hay ít từng trần lẩm bẩm nói sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về ngọn núi to lớn nhất của hắc vân sơn phía trước hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đang nhanh chóng quét ra từ bên trong hắc vân sơn kia là ai dám to gan dương oai ở hắc vân sơn ta nương theo đạo khí tức khủng bố này kích động một tiếng gầm kinh thiên vang vọng trong thiên địa vang lên trước mắt bao người một thân ảnh màu đen từ trong hắc vân sơn bay thẳng ra bá đạo vô biên khí tức trấn áp bốn phương đây là một đại hán áo đen thân hình khôi ngô chính là hắc vân thần tôn ở bên cạnh hắc vân thần tôn hoàng nha lão đầu và yêu khuyết xà nữ kia cũng lập tức xuất hiện ánh mắt lạnh như băng nhìn từng trần cách đó không xa từng trần hiếp mắt nhìn về phía người tới nở nụ cười cuối cùng cũng có con cá lớn người trước mắt này hiển nhiên là một vị cao thủ siêu thoát đây chính là nằm ngoài dự đoán của từng trần dù sao trước đó từ miệng thôn lão kia từng từng biết được hắc vân sơn chỉ là một nhóm đạo phỉ mà thôi trong tình huống bình thường một đoàn đạo phỉ thủ lĩnh là nửa bước siêu thoát đỉnh phong đã xem như không tệ nhưng không nghĩ tới thủ lĩnh hắc vân sơn này lại là một cường giả siêu thoát minh giới này lại mạnh như vậy sao một lão đại của đạo phỉ đoàn vậy mà là cường giả siêu thoát hay là hắc vân sơn này có gì đặc biệt từng trần nhẹ nhàng cười hắn không sợ tu vi đối phương mạnh ngược lại là càng mạnh càng tốt ha 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 hắc vân thần tôn xem ra uy danh của hắc vân sơn các ngươi ở phiến thiên địa này rất bình thường lại có người can đảm dương oai ở hát vân sơn của ngươi quấy nhiễu chuyện tốt của bản thiếu gia đúng lúc này một tiếng cười khẽ âm lãnh vang lên liền thấy một thanh niên yêu dị chậm rãi bay lên trên hư không trong tay của hắn còn mang theo một thiếu nữ minh giới toàn thân bóng loáng da thịt thiếu nữ này trắng như tuyết mái tóc xõa vai nhưng giờ phút này lại bị thanh niên yêu dị dùng tay túng cổ nhấc lên giống như mang theo một con da súc rủ xuống ở đó mà ở bên cạnh thanh niên yêu dị còn đi theo một vị cường giả áo đen khí tức âm lãnh theo sát thanh niên yêu dị bước chân đạp xuống thiên địa bốn phía theo đó chấn động lại một kẻ siêu thoát con người từng trần co rụt lại lông mày hơi nhíu lại tuy tên cường giả mặt hắc bào này không thu hút lắm gương mặt hầu như đều ẩn giấu trong bóng tối trường bào nhưng đôi mắt kia lại mang theo tử khí vô tận tản ra một cổ uy áp không hiểu hiển nhiên cũng là một cường giả siêu thoát hơn nữa tu vi thậm chí còn trên cả hắc vân thần tôn kia hút thiếu khiến ngươi kinh hãi hắc vân thần tôn chắp tay với thanh niên yêu dị sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía từng trần các hạ là người phương nào vì sao tự tiện xông vào hắc vân sơn ta còn động đến người hắc vân sơn ta hôm nay nếu không cho bản thần tôn một câu trả lời đừng trách hát vân thần tôn ta không khách khí Hắc vân thần tôn ánh mắt lạnh lẽo ngưng trọng đánh giá từng trần trước đó còn không để ý giờ phút này hắn cẩn thận cảm giác từng trần trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể nhìn ra tu vi của từng trần từng trần nở nụ cười bổn tọa làm việc không cần phải ăn nói với người khác chỉ là bổn tọa thật không nghĩ tới hát vân sơn nha nhỏ này lại tàn long ngọa hổ như vậy ngược lại để cho bổn tọa có chút ngoài ý muốn đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.